Doma, 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 tes. Doma, 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 tes. Doma, 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 tes. Chị Kim Chi xin chào tất cả các em. Các em ơi, các em biết gì không? Hồi nhỏ chị Cà Chua rất là thích ăn mì tôm. Và chị tin rằng có rất là nhiều người giống chị luôn. Ở nhà ở quê thì không có nhiều loại mì giống như bây giờ đâu các em ạ. Thường là chỉ có cái loại mì tôm và gà đó. Ở trên bao bì thì ghi con tôm và con gà. Các bạn của chị kháo nhau rằng là nếu như ai ăn gói mì tôm mà tìm được con tôm hoặc là miếng thịt gà ở trong đó thì sẽ trở thành vua mì và sẽ được ăn mì miễn phí cả đời đó các em. Sau bao nhiêu năm ăn mì tôm thì chị vẫn chưa tìm được miếng tôm hay là miếng gà hoặc là một miếng thịt đại loại gì là như vậy. Cho nên hôm nay chị Cà Chua sẽ quyết tâm tìm được con tôm hoặc là miếng thịt ở trong những gói mì tôm. Và để theo đuổi cái truyền thuyết đó thì chị Cà Chua đã chuẩn bị những gói mì tôm ở trên đây. Đầu tiên nha, đây là gói mì Hảo Hảo của Việt Nam, mì tôm chua cay. Chị nghĩ rằng những người dân Việt Nam thì hầu hết mọi người đều biết mì Hảo Hảo đúng không? Tiếp theo là mì tương đen của Hàn Quốc. Cái mì tương đen này nó không phải là của Samyang, nó của một cái hãng gì đấy. Đã còn đây là sẽ là mì cay Samyang. Các em biết không, mì cay Samyang lúc trước chị nhớ là nó có màu đỏ đúng không? Tức là ăn vào cay quá, nó đỏ hết mặt luôn. Nhưng mà cái này màu tím các em ạ. Cái này là cay nhân 4 lần đó. Tức là ăn xong là chúng ta sẽ bị đỏ mặt, xong đó cay quá chuyển thành màu tím. Không biết có đúng không, nhưng mà chị suy luận là như vậy. Tại vì cái này màu tím rất là nổi bật đúng không? Và cuối cùng, đó chính là một cái loại mì bò của Đài Loan. Cái mì này á, chị nghe nói là ở bên trong đó có chứa đựng những điều rất là bí mật, rất là khủng khiếp. Chị chưa ăn bao giờ. Và cái gói mì này nè, nó rất là đắt tiền luôn đó. Các em biết chị Cà Chua mua bao nhiêu tiền không? 60 ngàn lận đó. Một cái gói mì tôm thôi mà 60 ngàn. Kinh khủng khiếp. Nào, bây giờ chị Cà Chua sẽ pha 3 tô mì. Đầu tiên là tô mì Hảo Hảo nhé. Thứ hai là tô mì cay Samyang cấp độ 4. Và tiếp theo đó chính là mì bò của Đài Loan. Để theo đuổi truyền thuyết, tìm miếng thịt, tìm miếng tôm ở trong những gói mì này. Và các em ơi, trước khi bắt đầu ăn thử những gói mì này thì các em nhớ bấm cho chị Cà Chua một like. Và các em nhớ theo dõi đến hết video xem là chị Cà Chua có theo đuổi được truyền thuyết là tìm miếng tôm hoặc miếng thịt trong gói mì tôm không nhé. Đầu tiên là gói mì Hảo Hảo này các em. Ở trên bao bì thì có hai con tôm lận. Nhìn nó là ngon đúng không? Chị không biết là trong này có con tôm thật hay không. Mình sẽ mở ra ăn thử xem là biết. Còn đây là một cái gói mì cay Samyang loại mới nhất hiện nay ở bên Hàn Quốc. Đây là mì cay X4. Trước đây là đã cay lắm rồi, bây giờ còn nhân 4 lên, chắc là cay xé lưỡi luôn. Ở bên ngoài á, chị thấy là giống như là cái mì này là mì hải sản, có những miếng tôm, miếng mực ở trong này nè các em. Xem là mình có may mắn không nào. Mì này nó rất là nhiều luôn các em ạ. Hai gói này lúc mà khi nào mà mì nó chín rồi thì chị sẽ chắt hết nước và cho vào. Chị hy vọng là trong này sẽ có những miếng tôm và miếng mực. Cuối cùng là một cái gói mì bò cay của Đài Loan. Nhìn rất là hấp dẫn luôn đúng không các em? Tô mì và có những miếng thịt bò ở trên này nè. Hấp dẫn quá à. Đây là một cái loại mì cũng rất là mới ở bên đấy đó các em ạ. Nhiều quá. Các em xem nè, có một cái gói gia vị thật là to ở đây luôn. Đây còn những gói tiếp theo nè, to quá. Bây giờ mình sẽ cắt và cho vào nhé. Đây là một cái gói mì mà có giá là 60 ngàn. Nó cao khủng khiếp luôn đúng không các em? Chị nhớ là một cái tô phở bò đặc biệt ở Việt Nam thì nó cũng tầm khoảng 40-50 nghìn. Mà cái này lận 60 nghìn lận. Chị nghĩ là nó phải có những cái gì đó đặc biệt ở bên trong này đúng không? Hy vọng là nó có thật là nhiều nhiều thịt giống như trong truyền thuyết và giống như trên bao bì. Kim ơi, để chị cho các em xem nè. Các em thấy gì không? Đây là những miếng bò đó. Thực sự nó là thịt bò đó các em ạ. Nhìn đã quá à. Cái mùi rất là thơm. Yeah, vậy là chị Cà Chua đã tìm được những cái miếng thịt trong truyền thuyết rồi các em ơi. Vậy là chị Cà Chua đã tin là truyền thuyết có thật rồi các em ạ. Chị vui quá.
sau bao nhiêu năm ăn mì chị không hề có một miếng thịt trong gói mì giống như là trên bao bì thể hiện, mà bây giờ chị đã mua được một cái gói mì mà trong đó có thịt giống y hệt như trên bao bì thể hiện, không sai một tí nào hết. Wow, vui quá. Bây giờ mình sẽ cho nước vào. Em biết tại sao mà cái tô mì này chị Cà Chua không cần đậy nắp không? Tại vì không cần đậy nắp nó cũng chín. Còn cái tô mì này và tô mì này thì cần phải đậy nắp nó mới chín đây mà. Trong khi chờ đợi hai tô mì này chín thì chúng ta sẽ ăn thử cái tô mì này trước. Và các em thấy á, lúc mà tô mì này chín thì chị vẫn không thấy miếng tôm và miếng gà nào xuất hiện cả. Vậy là suy ra là chị không hề may mắn rồi đúng không? Đây là một cái loại mì rất là quen thuộc với chị Cà Chua trong thời sinh viên. Lúc mà sinh viên á thì hầu hết các bạn đều ăn mì tôm tại vì nó rất là tiện lợi và rất là rẻ. Đây là mì Hảo Hảo chua cay cho nên là chị ăn chị thấy chua chua cay cay. Nó cũng khá là ngon. Nhưng mà tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là nó không hề có con tôm nào hết. Nó thiếu con tôm giống như trên bao bì đó các em ạ. Vì nó quá quen thuộc, chị ăn rất là nhiều rồi cho nên là chị chỉ ăn ít ít vậy thôi. Phần còn lại chị sẽ nhường cho anh Cà Chua ăn. Bây giờ chúng ta sẽ ăn tô mì này trước đi. Wow, lúc mở ra đó các em, chị thấy một cái mùi bò thơm phức luôn. Chị cho các em xem miếng thịt bò này. Wow, đây là thịt bò hoàn toàn 100% nha. Đảo à. À, chị trộn đều lên coi. Ôi, nhìn màu thôi là cảm thấy nó cũng đã rất là hấp dẫn rồi, cảm thấy nó rất là ngon rồi. Bây giờ mình ăn thử nhé. Wow, các em biết gì không? Sợi mì á thì nó dai dai, mềm mềm, thơm thơm. Wow, ăn ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng bò nhé. Ngon quá à. Tại sao nó lại ngon như vậy nhỉ? Miếng bò thì mềm mềm, dai dai. Chị ăn á, chị cảm nhận được thơm từng thớ thịt luôn đó các em. Cái này giống như là mình ăn thịt bò phi lê, bò bít tết vậy đó các em. Ngon quá à. Sao người ta có thể làm ra miếng thịt bò ngon như vậy nhỉ? Ngon quá. Chị ăn thêm một miếng nữa và sau đó chị sẽ mời anh Cà Chua ăn thử xem là cái mì này nó có ngon hay không. Hai gói mì trước, một gói là đã không may mắn, không có tôm và thịt. Gói thứ hai thì rất là nhiều thịt. Gói thứ ba này không biết sẽ thế nào ha. Nước sốt sánh mịn. Nhìn rất là đẹp mắt luôn các em ạ. Bây giờ mình sẽ trộn lên thôi. Để chị xem là sau khi trộn xong nó có giống như bao bì thể hiện không. Sau khi trộn thì chị Cà Chua cảm thấy là nó không giống một tí nào luôn. Nó chỉ giống phần mì thôi. Còn những phần còn lại này các em. Đó. Ồ, nhìn rất hấp dẫn đúng không? Còn đây không có cái gì cả. Chị nghĩ là cái này chủ yếu là cay thôi các em ạ. Trước đây á, rất là nhiều người ăn mì cay Samyang X2 đúng không? Nhưng mà chị Cà Chua còn chưa dám ăn nữa đó. Mà hôm nay chị lại mua cái gói X4 mới nhất như thế này để ăn. Không biết là sau khi ăn xong chị có bị cay quá không? Có bị khóc chảy nước mắt không? Wow, ngửi mùi cũng thấy nó rất là cay luôn rồi các em ạ. Mình sẽ dũng cảm thử ăn một lần thử xem. Nó rất là cay, chị không thể nào ăn tiếp được. Chị phải đi uống nước đây. Cay quá. Cay muốn bỏng lưỡi luôn đó. Muốn rát cổ họng luôn đó các em. Cay quá. Các em ơi, sau khi ăn 3 tô mì thì đầu tiên nha, tô mì Hảo Hảo là hầu như nó không có một cái gì trong này hết. Nó chỉ có mì, muối và một ít hành khô thôi.
Còn cái tô mì Sam Giang này thì chị cảm thấy là nó cũng không giống bao bì lắm. Nó chỉ có là những cái rau củ mà khô cắt lát thôi. Còn bên này, chúng ta đã tìm được tô mì trong truyền thuyết rồi các em ơi. Cái tô mì này nha, nó không những có thịt mà nó còn có cả những miếng thịt rất là to. Yeah, vậy là sau bao nhiêu năm ăn mì tôm để tìm những miếng thịt thì chị Cà Chua đã tìm được tô mì trong truyền thuyết rồi nè các em. Vậy suy ra chị Cà Chua chính là vua mì đúng không? Còn đối với tô mì Hảo Hảo này thì chị cũng không biết là chị phải ăn bao nhiêu gói mì, bao nhiêu tô mì nữa mới tìm được con tôm và miếng thịt trong truyền thuyết. Còn đối với cái tô mì cay Sam Giang này thì chị Gà Chua cảm thấy nó quá cay, chị không thể tiếp tục nữa. Và bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này thì đừng quên bấm like tặng cho chị ấy chưa nhé. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.